Thế ra đến sân bay đón mẹ thì lúc giờ là tháng 4 cho nên trời vẫn hơi còn se se lạnh. Thì mẹ mặc một cao len màu tím than. Thế tôi có cởi cái áo len của tôi ra để đưa cho mẹ mặc. Mẹ thì mẹ nói là không, đây là cái yêu cầu và cái các nữ tu của mẹ đều mặc như thế thì mẹ mặc như thế. Mẹ sang độ khoảng dăm bữa nửa tháng thì mẹ ở Việt Nam, thì tôi cũng có dẫn cha Trịnh Ngọc Hiên và một cậu nữa ở trong cái ca đoàn tên là cậu Trung thì lên thăm và chụp ảnh với mẹ. Trong cái nơi làm việc của mẹ cũng rất là giản dị, chỉ có một phòng rất là sạch sẽ và gọn gàng. Thì lúc bây giờ là đặt mình thánh Chúa để đêm ngày các sơ cầu nguyện. Lúc ban đầu nghĩ rằng được gặp một vị thánh tự hào sĩ diện khi mà mình khoe với bạn bè, trong đầu lúc ban đầu mường tượng thì cũng mường tượng là sẽ gặp một vị mà nói chung là nói năng giải thuyết hùng biện này khác, nói chung là rất thánh. Thế nhưng khi trực tiếp vào thì thấy một bà cụ già nói tiếng Anh rất khó nghe, thật sự là như vậy vì mẹ người Albania mà ở Ấn Độ. Thế xong rồi cũng chỉ lúc nào cũng cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện. Rất là may mắn được gặp mẹ, cũng chỉ trong chốc lát thôi thì thấy được mẹ, gặp được. Mặc dù lúc giờ thì tiếng Anh của mình cũng trọ trẻ, chỉ nghe hiểu được vài câu thôi, nhưng mà thấy được một con người tự nhiên mẹ toát ra một cái vẻ thánh thiền chiêm niệm rất là đặc biệt. Thì mục đích của mẹ là mẹ định lập một cái nhà đại diện của mẹ để trông nom những người ốm đau yếu đuối và trẻ mồ côi. Mà nhà nước đặt vấn đề thế này, tôi sẽ cho bà một cái mảnh đất rồi tạo nhà cửa để cho bà làm cái nhà đại diện để chăm sóc, coi như là một cái trại trẻ của mẹ đấy. Nhưng với cái điều kiện rằng với điều kiện tất cả những cái gì về tài chính thì phải do nhà nước nắm, do nhà nước nắm. Thế thì mẹ có trả lời như thế này: đối với tôi ấy, thì tôi phục vụ người nghèo và tôi mang tình yêu của Chúa, cũng như là linh đạo của chúng tôi là mang tình yêu của Chúa đến với tha nhân với người nghèo. Và chúng tôi phục vụ người nghèo là chúng tôi nhìn thấy Chúa Kitô, chứ không phải là nhìn thấy anh em ruột thịt của mình, mà nhìn thấy Chúa Kitô là một nơi tôi tôn thờ ở trong những người nghèo khó đó để tôi phục vụ. Chứ còn bây giờ tiền nong thì chúng tôi nhận tay phải và chúng tôi cho đi tay trái. Tôi không có chương mục ngân hàng, không có tiền gửi, không có số dư để có thể mà quản lý được. Lập trường của mẹ là để mẹ làm, để các sư đã làm. Nhưng mà hình như về phía nhà nước là không đồng ý. Thành ra mẹ mà nếu mà giao tiền nhà nước thì mẹ không giao. Và mẹ đã quyết tâm giữ cái nữa. Do đó dòng của mẹ không có được ở lại Việt Nam. Nhưng dù vậy mẹ vẫn phải giữ lập trường của mẹ. Thì thấy được là mặc dù con người nhỏ bé do vẻ nhìn bề ngoài thì có vẻ như một bà cụ yếu ớt, nhưng mà vẫn có những cái gì rất là mạnh mẽ, rất là kiên quyết, rất bác ái, rất yêu thương, nhưng mà có mặt hậu rất là cương quyết. Cái gì phải, cái gì đúng, cái gì làm theo đúng lý tưởng của mình. Lúc đó phải nói là cái ấn tượng là cực kỳ sâu sắc. Cái ấn tượng đó nó sâu sắc đến nỗi nó ảnh hưởng luôn đến cái quyết định của mình. Sau này khi bắt đầu là ra đi làm thì mình cũng đã định hướng cái con đường sẽ là đi làm cái công việc gì để giúp đỡ những cái người còn khó khăn trong xã hội, ít nhất là trong nước mình, chưa nói đến quốc tế. Những cái kỷ niệm mà có thể là kỷ niệm duy nhất, một cái kỷ niệm duy nhất mình có được với mẹ Teresa, đó là bức hình mình chụp chung với mẹ và cha Jose Trịnh Ngọc Hiên, lúc đó mới chỉ là thầy sáu tại trung tâm Thụy An Ba Vì. Đến bây giờ thì tấm hình này mang lại cho mình cái sự tự hào, rất tự hào là có được tấm hình như thế này. Và tôi nghĩ là đến bây giờ sau 24 năm tôi vẫn hình dung thấy mẹ với những cái dáng điệu, với những cử chỉ rất là khiêm tốn. Cố gắng không biết mình bắt chước mẹ được chút nào không, cố gắng mà những cử chẳng hạn như điều như mẹ khuyến khích làm một cử chỉ đẹp thì mỗi ngày cố gắng làm sao làm cho rắc niềm vui cho người khác, cái điều mà ai cũng có thể làm được, và khuyến khích nhau để làm cho thế giới này mỗi ngày mỗi tươi đẹp hơn lên.